Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Ứng Hoa, Trần Thiên Lâm, đây đều là học viên của Thanh Long Học Viện. Nghe nói thực lực cũng đứng số 1 số 2 đó. Làm sao bây giờ? Cũng không có cách khác. Tình hình hiện tại như thế, mọi người ở đây đều không có cách nào đối phó. Chúng ta đương nhiên là phải cổ vũ liên thủ đối phó với kẻ thù. Như thế mới có thể cứu được. Chúng ta liên thủ thì nhất định là có thể thắng. Liên thủ giết chết yêu thú. Chúng ta cũng tham gia đi. Lúc này cũng không còn cách nào khác, cùng chiến đấu thôi. Nhưng mà phải cẩn thận, bảo toàn thực lực. Cho dù là có thể chạy thoát khỏi con yêu thú đó, cũng chết trong tay của đám đinh hỏa kia. Ta hiểu. Chúng ta cũng tới hỗ trợ. Tô Vũ Nhu, Lâm Viêm. Thì ra bọn họ sớm đã tới rồi, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Yêu thú khó đánh bại, đương nhiên cần phải tập hợp lực lượng thì mới có thể thoát thân. Sao nào, không cần bọn ta giúp sức hay sao? Có một nữ trung hào kiệt như là Tô cô nương ra tay giúp sức, phần thắng này chúng ta lại nắm chắc thêm vài phần rồi. Nhân loại đều là lũ tự cho mình là đúng. Các ngươi còn cho rằng dựa vào số lượng có thể chiến thắng được ta hay sao? Võ Linh và Võ Vương cách biệt thế nào, không phải thứ có thể dễ dàng đuổi kịp đâu. Vậy bọn ta phải nhìn cho rõ, một tu vi cấp nhất tinh võ vương như ngươi, rốt cuộc là mạnh tới mức nào? Chúng ta thật sự có thể đánh lại được sao? Đừng lùi lại, giết hắn. Giết. Sâu bọ. Phải làm sao, tập hợp tất cả sức mạnh của chúng ta cũng không hề hấn gì với hắn. Không đúng, bọn chúng còn chưa xuất chiêu. Các người không thể nào chỉ đứng nhìn bọn ta ra tay chứ? Được, bây giờ chúng ta cùng thử xem sao. Thank you.